Trong lúc xô xát, một thanh niên bị đâm trọng thương, sau đó đã tử vong tại bệnh viện. Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 19 giờ ngày 4 tháng 6 trên địa bàn thành phố Tân An. Nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Hoàng Trọng, 38 tuổi, ngụ thành phố Tân An. Trước đó, tối cùng ngày, trong lúc Trọng đang nói chuyện trước quán karaoke ở phường 7, thành phố Tân An, thì có một nhóm thanh niên khác đến gặp để nói chuyện. Sau đó thì Trọng bị nhóm thanh niên này đuổi đánh. Trong lúc xô xát, Trọng bị nhóm thanh niên đâm trọng thương. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng đến khuya ngày 4 tháng 6, Trọng tử vong. Ngay sau vụ việc, lực lượng công an phối hợp với viện kiểm sát tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời tổ chức truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ việc. Hiện vụ việc tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.